Phù xin kính chào tất cả đến mọi người. Hôm nay mình lại giới thiệu cho mọi người lô đất nằm tọa lạc tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất mình sẽ giới thiệu cho mọi người là 2/3. Tổng diện tích là 2.300 mét vuông. Đang hiện hữu trên mặt đường nhựa nông thôn. Mặt đường nhựa nông thôn này có thể là ba xe ô tô ná nhau luôn nha mọi người. Nhựa nông thôn quá to đi. Đã có nước nha mọi người, đã có nước, hệ thống là nước, điện nước đầy đủ, điện hạ tầng đầy đủ nha mọi người. Giới thiệu cho mọi người người là đoạn đường của mình là bên tay phải của mình đây, mình sẽ chỉ cho mọi người là ra đường là cây xăng Ba Hội. Từ lô đất mình giới thiệu cho mọi người ra đường cây xăng Ba Hội thì khoảng chừng là cỡ đâu, đâu là 1 cây số cho đến 2 cây số thôi, là mình ra đường cây xăng Ba Hội là ra đường Mỹ Xuân ngã ra Hòa Bình đó. Ra đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình đó, là mình về từ lô đất này mình về ngã giao thì cũng rất là gần thôi. Chào mọi người, lô đất mình giới thiệu cho mọi người là có hiện hữu trên mặt đường nhựa nông thôn này là 35m mặt tiền nha mọi người, 35m mặt tiền. Đất hiện trạng là đất cây lâu năm nha mọi người. Tổng chiều sâu của đất mình đang giới thiệu cho mọi người là tổng chiều sâu là 60m nha, chiều sâu là 60m. Cột lộ giới của đất mình đang giới thiệu cho mọi người là từ cái cột lộ giới tới to đùng đây. Từ cột lộ giới to đùng đó, kéo dài tới cái cây son đó. Kéo dài tới cái cây son đó là 35m mặt tiền đường nhựa nông thôn. Đường rất là đẹp nha mọi người. Đường rất là rộng, rất là đẹp. Đường này đừng nói là hai xe ô tô ra té nhau, là nhưng là phải nói là ba xe ô tô né nhau nha mọi người. Đất mình đang giới thiệu cho mọi người là đất đỏ ba gian nha, rất là đẹp nha. Hiện trạng là đang trồng mì. Đất này rất phù hợp cho cây sầu riêng nha. Cây sầu riêng là rất là chịu đất đỏ ba gian này. Đây, từ cục mốc này mình giới thiệu cho mọi người đến cái cây son này. Cây son to đùng này là 35m mặt tiền đường nhựa nông thôn nha mọi người. 35m mặt tiền đường nhựa nông thôn. Rất là hiện trạng là đất đỏ ba gian, rất là đỏ. Có thể mọi người xem video là đã thấy là đất đỏ rồi. Đất này rất là màu mỡ. Đất này là có thể là mình trồng trồng trọt la ghim. La ghim hay là rau củ quả vậy đó, hay là sầu riêng, đặc biệt là rất nhiều cây sầu riêng. Đất này thì cũng khu này thì rất là an ninh, rất là yên tĩnh cho những người mà già lớn tuổi á, có thể là mình làm nhà an cư lập nghiệp cho những người già lớn tuổi ở làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt, trồng hoa màu, trồng trái cây gì đó, ăn đều được. Đất thì mình giới thiệu cho mọi người lô đất này thì vận chuyển ra những đoạn đường lớn thì rất là gần thôi. Chẳng hạn ra đường Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình, cỡ gần là 2-3 cây số thôi. Mình ra Mỹ Xuân Ngã Giao Hòa Bình, mình về thị trấn Ngã Giao, cỡ gần là 7 cây số về thị trấn Ngã Giao, rồi về Ngã Giao mình có thể là mình về Kim Long nè, Bà Tô Sơn Mộc nè. Bà Rịa thì cách đây là coi chừng là 30 cây số thôi về Bà Rịa. Và có thể là mình ra khu công nghiệp Mỹ Xuân thì 16 cây số thôi, mình về khu công nghiệp Mỹ Xuân. Về thành phố Hồ Chí Minh coi chừng là 70 cây số thôi. Nhưng mình ở đây mình sinh sống, mình về khu công nghiệp của huyện Châu Đức cũng rất là gần, 7 cây số thôi về khu công nghiệp huyện Châu Đức. Rồi mình làm công ty hay là gì đó mình vận chuyển, mình rất là thuận tiện cho mình. Lô đất này là rất là bằng phẳng mọi người, rất bằng phẳng, đang trồng mì đây, rất là bằng phẳng. Vuông vức rất là bằng phẳng vuông vức nha. Bốn góc là vuông vức như cái bàn ấy, đất bằng phẳng vuông vức như cái bàn. Khu dân cư thì rất là gần đây thôi. Vận chuyển đây vài trăm mét thôi là ra đây là khu dân cư rất là đông. Đất này thì chủ cũng là kẹt tiền. Thì cũng muốn là bán lô đất này để xây sở công việc thì giá thì cũng giá là rẻ bèo thôi. Giá đất này thì rẻ bèo, nói chung là lô đất này là bán giá là chỉ có là 2 tỷ rưỡi cho tổng diện tích là 2.300 mét vuông. Là mặt tiền đường nhựa nông thôn này là được 35m, tổng chiều sâu là 60m. Đất hiện trạng là cây lâu năm. 2/3 thì có là 2 tỷ rưỡi thôi. Mọi người có quan tâm lô đất
thì xin liên hệ số điện thoại dưới màn hình, rồi công ty sẽ hỗ trợ mọi người, dặn mọi người xem đất, và mình sẽ dặn mọi người đi vài trăm mét đây thôi là ra tới khu dân cư rất là đông đúc, mọi người theo mình nha. Rồi, xin chào quý cô chú và anh chị ha. Nãy giờ là mọi người xem anh Phu quay một lô đất tại tọa lạc tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thửa đất số 55 tờ bản đồ số 18. Tổng diện tích là 2314.1 m² ha. Thì đất đất đỏ Ba Giang thì cô chú anh chị cũng thấy anh Phu quay nãy giờ đó. Thì đất này là sự dùng riêng nha cô chú anh chị, đất là đất trồng cây lâu năm. Thì thửa đất này đã được cấp đổi khu đô hoàn toàn luôn rồi nha. Nói chung là sổ này là diện tích mới và được ranh giới rất là ổn định ha. Đó, về phần ranh giới và vùng quy hoạch thì cô chú anh chị rất là yên tâm nha về vấn đề đó nha. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem một hình đất nha mọi người. Đây là cái hình đất của mình nè mọi người. Đó, mặt tiền của mình là có thông số đầy đủ hết rồi nha. Đó, chiều dài là 62 và 70 mét nè. Đó, mặt tiền và mặt hậu đã có đầy đủ hết nha. Thì bây giờ em xin phép là mời mọi người xem bản đồ quy hoạch. Thì nói với cô chú anh chị á, là cô chú anh chị mà muốn biết vị trí á, thì dưới phần mô tả em có để vị trí rõ ràng ở dưới nha cô chú anh chị. Tại vì em có đôi khi em nói sơ bộ thì mọi người cũng không thể biết được. Thì em để ghim vị trí ngay chỗ dưới phần mô tả. Rồi đây là cái phần quy hoạch của mình nè. Tờ 18 thửa 55 tổng diện tích là 2314 m², là đất trồng cây lâu năm. Thì thửa đất này đã được cấp đổi khu đô rồi ha. Đó, quy hoạch là đất trồng cây lâu năm nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Phần báo giá thì anh Phu cũng đã báo giá cho mọi người biết rồi. Rồi em xin nhắc lại là phần vị trí em để dưới phần mô tả nha. Cô chú anh chị nào nắm bắt thì dưới phần mô tả giúp em nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.